đều đặn vào 8 giờ tối hàng ngày, đoạn đường từ đầu phố Võ Chí Công lên đến cầu Nhật Tân lại náo loạn bởi các quái xế chạy xe độ chế phân khối lớn, phóng xe với tốc độ cao, bốc đầu, nẹt bô ở Mỹ, hết tốp này lại đến tốp khác, biến con đường đẹp nhất thủ đô trở thành đường đua của riêng mình, bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông. Âm thanh gầm rú suốt đêm phát ra từ những cỗ máy hàng trăm phân khối khiến cho người dân dọc tuyến đường này chẳng có đêm nào ngon giấc. Xe nó rú ở Mỹ lên, mất được ngủ luôn. Kể cả đóng cửa kín ở nhà chung cư này, đóng cửa kín không thua được. Ngay trong tối qua, Công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 100 chiến sĩ từ các tổ công tác triển khai lực lượng dọc tuyến đường Võ Chí Công để xử lý tình trạng này. Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng sẵn sàng phóng xe với tốc độ cao, đâm thẳng vào tổ công tác. Tuy nhiên, với các chốt chặn được bố trí dày đặc dọc tuyến đường, hầu hết các đối tượng này đều không thể tẩu thoát. Chỉ vài phút trước vẫn còn là hung thần xa lộ, thế nhưng khi bị đưa về chốt, đối tượng nào cũng tự nhận mình là người tuân thủ pháp luật. Em đi hẳn hoi tử tế, mũ mã đầy đủ, em không phải kiểu kinh ngậm ngổ ngáo. Bố em đánh chết. Với bạn nó rủ vậy. Gọi chơi chơi cho vui rồi em không đua. Không đua thêm thế tại sao cái biển số xe mình giấu tít ở trong? Dạ. Mỗi người có sở thích ấy. Em biết cái này sai rồi. Lạng lách đánh võng, nẹt bô ở Mỹ, bị lực lượng chức năng chặn bắt còn chống đối. Đối tượng này ngay lập tức bị cảnh sát hình sự khống chế đưa về chốt. Để có thể tạo ra âm thanh gầm rú và tốc độ kinh hoàng, chiếc xe này đã được vinh công suất máy, thay ống pô độ, giảm kích thước lốp, kéo dài trục cơ sở. Gọi là em độ máy rồi. Gọi là em gọi là để đi gọi là đú đẩn rồi. Đú đẩn gọi là thay nhông đi đú đẩn thôi. Cùng nhóm với các quái xế xe độ, cô gái trẻ này sẵn sàng bỏ xe chạy thoát thân khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Không giấy phép lái xe, không giấy tờ xe, thậm chí không có cả biển số. Chiếc xe này được cường độ kỹ đến mức hầu như chẳng còn gì nguyên bản. Em đi lên cầu này chơi thôi, em có biết đua đâu. Đi cái xe như này kia không biết. Xe zin mà. Hầu hết các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tối qua đều có tuổi đời rất trẻ. Nhiều trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng vay nợ, mua xe trả góp để tham gia các hội nhóm gây rối trật tự công cộng. Chỉ riêng ở điểm chốt này thôi đã có hơn 20 chiếc xe bị cơ quan chức năng thu giữ. Hầu hết toàn là những chiếc xe phân khối lớn và đã được độ bô, gây lên những cái tiếng gầm rú rất là kinh khủng. Đây chính là thủ phạm của những cái vụ bốc đầu rồi nẹt bô rồi đua xe tốc độ cao dọc theo cái tuyến đường này suốt cái thời gian qua. Và để né tránh cơ quan chức năng thì các đối tượng này có rất là nhiều những cái thủ đoạn như thế này. Ví dụ như là cái biển số. Hầu hết những cái biển số ở đây thì đều được thiết kế để có thể gập sâu vào trong để né tránh cơ quan chức năng, và lúc nào cần thì mới bẻ ngược ra như thế này. Thực ra nguyên nhân do là cái sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người tham gia giao thông, đặc biệt là giới trẻ hiện nay, đối với cả cái ham mê độ xe, thể hiện cái bản thân mình qua các cái phương tiện được độ để mà gây cái sự chú ý đối với cả người khác. Thì bên cạnh ngoài vấn đề rằng là tuyên truyền ra thì các cơ quan chức năng cũng phải kiên quyết xử lý nghiêm để làm sao là dẹp các trường hợp liên quan vi phạm như hiện nay. Chỉ trong tối qua đã có 69 chiếc xe máy độ chế cùng 69 đối tượng điều khiển phương tiện đã bị cơ quan chức năng tạm giữ, bàn giao cho công an phường Xuân La và phường Nhật Tân tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.